ngầu hơn, mạnh hơn, xịn sò hơn. Ưu điểm quá nhiều nên đôi khi chúng ta có thể bỏ qua việc làm tiền đến từ bán đai. Hơn cả là em nó cực kỳ xứng đáng với đồng tiền bát gạo mà mình bỏ ra. Một trong những pha spam hiếm hoi đến từ bán đai được con dân quần chúng ủng hộ hết sức mạnh mẽ. Rakudon Robotaro đánh mất nhân tính, mất luôn cả quyền công dân. Raku Saribrazer Robotaro, loài khỉ đít đỏ đến từ lục địa Phi Châu. Raku Onisista Robotaro, nữ quỷ đen bóng. Raku Inubrazer Robotaro, hạo thiên khuyển trong truyền thuyết. Raku Kichibrazer Robotaro, hắc điểu của trời cao rộng lớn. Bạo thái lang hợp nhất, Raku Onitaijin. Đi kèm sẽ là các tát phụ trợ giúp hợp thể trở thành hình dạng hoàn chỉnh. Raku Onitaijin Murasame. Và các bát tay thay thế cùng khớp váy đa dạng để tăng tính thẩm mỹ cho gạt thai. Đen, vàng, phá sắc tím. Điểm tô thêm chữ đỏ khiến cho phiên bản Don Onitaijin lần này phải nói thực sự là quá lời cuốn luôn. Không những là được thêm cái khớp váy xịn sò này, bàn đài lần này còn cực kỳ hào phóng cho chúng ta một đống phụ kiện của Don Murasame luôn. Có thể nói đây là cái phiên bản hoàn hảo nhất cho những anh em đam mê khớp action. Và phải nói thì dù là màu me hay là sắc đen đơn điệu thì Onitaijin vẫn là một trong những mẫu gắt tay cực kỳ đẹp trong lịch sử Super Sentai. Kiểu nó cứ bị ok anh em nhỉ.